Hi, Thằng Lê xin chào các bạn. Trong cái bài học này, Thằng Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ bố trí trần ở trong một cái bản vẽ AutoCAD như thế nào nha. Đây là bài số 1, còn bài số 2, số 3 nữa thì mình sẽ chỉ cho các bạn các cái tình huống để các bạn vẽ trần. Rồi mời các bạn theo dõi. Đây là cái bản vẽ có sẵn, người ta đã vẽ rồi. Đây là cái không gian bản vẽ trần của một cái nhà xưởng, của một cái không gian rộng lớn để cho các bạn. Để cho dù rộng lớn hay nhỏ hẹp gì, cái cách vẽ, cái phương pháp nó vẫn giống nhau thôi. Ở đây, đầu tiên mình lấy cái khu vực nhỏ hẹp mình ví dụ trước là mình bố trí trần cho một cái nhà vệ sinh để cho các bạn. Trần này là trần kích thước 600 x 600 thì các bạn thấy là do cái không gian nó nhỏ thành ra người ta chia rẽ hai bên nó phải đều nhau nhìn nó mới đẹp nè, bạn thấy chưa, chia rẽ đều nhau nè, có nghĩa là cái khoảng cách này nè, bạn thấy nếu đo là cái thước bạn thấy khoảng cách này từ đây đến đây 325 thì từ đây đến đây nó cũng phải là 325, nó bằng nhau nha. Từ đây tương tự 370 thì nó cũng phải bằng, từ đây ra đây là 370 đó. Không gian nhỏ hẹp thì các bạn chú ý là phải chia cái đảo trần cho nó đều nhau như vậy để nhìn nó mới đẹp nha, chứ không phải là bạn dọn hết về một phía để tiết kiệm trần nhưng trong khi đó nó lại xấu. Không gian lớn thì khác. Không gian lớn tức là bạn đứng ở bên đây bạn không thấy ở phía bên kia. Giả sử cái chỗ này mình không chia rẽ đi cái đường bên đây, cái khoảng cách này mình giả sử nha, khoảng cách này là 680. Từ đây hiện tại người ta cũng cho là 680. Giả sử bạn dồn hết về đây một phía một tấm trần, bạn chỉ cắt một phần bên đây thôi, bạn tận dụng một phần cái phần trần phần dụng đó, bạn cắt bằng một tấm nhỏ bên đây thôi thì lúc đó bạn chấp nhận được, lý do là bên đây đến đây không có thấy ở bên kia. Bây giờ các bạn mình chia rẽ cho nó đều nhau nhìn cho nó đẹp. Rồi làm sao để mình chia rẽ được, mình vẽ bố trí trần như thế này, cái này như thế nào rồi chỉ các bạn nè. Rồi không gian đó là không gian này nha. Đây, trước hết các bạn nhập lệnh like, bạn chuyển vào lớp trần đàng hoàng. Mình phải chưa có lớp trần, các bạn phải tạo bản vẽ này, mình xem có lớp trần chưa. Ceiling nè, đây tiếng Anh là ceiling. Là click vào, bạn chọn layer cho nó, bạn chọn màu sắc cho nó, giờ lấy màu trắng mình vẽ. Ok, rồi bắt đầu tiến hành vẽ nè. Thì khi mà bước vào vẽ, bạn phải biết kích thước của cái phòng này là bao nhiêu, khoảng bao nhiêu để cho nó nhanh. Thì bạn phải biết kích thước tổng của nó. Chưa có ghi cái thước này đâu, để mình xóa cái này bỏ đi. Phần này chưa có nha, phần này chưa có. Sau khi các bạn ghi trần ra là bạn mới ghi cái thước này. Rồi, mình thấy từ đây đây là 4.400, đây là 3.700, rồi mình biết cái thước rồi ha. Bạn nhập lệnh like, bạn vẽ ngang trước hay dọc trước gì cũng được. Thì theo chiều thuận mình vẽ từ góc phải qua góc trái qua phải, được chưa? Theo cái chiều thuận đi vẽ đó. Tức là do mình quen viết chữ từ trái sang phải thì cái vị trí thuận mình bắt đầu từ góc này nè, từ góc dưới bên trái mình vẽ qua bên phải mà đi lên để cho các bạn. Rồi mình kẻ trước một cái đường, bạn đừng có quan tâm cái line này nó cắt cái khoảng này bao nhiêu nha, bạn cứ vẽ đại, bạn vẽ đại cho Thằng Lê, vẽ đại đi, tí mình canh lại, rất là đơn giản, không có khó khăn gì hết á. Rồi bây giờ bắt đầu bạn mới copy cái line này lên. Nhưng mà mình copy không có phải copy thủ công, mà mình copy phối hợp với array vô. Mình kích vào copy đây nè, chọn đối tượng nè các bạn, chứ phải cái chọn nè, nhập lệnh copy chọn đối tượng, chứ phải cái chọn. Sau đó bạn chọn điểm đặt ở đây, rồi bạn kích vào array. Đây vấn đề là số lượng mình nhập bao nhiêu thì mình nhìn vào cái kích thước này, bạn ấn chừng bạn nhập kích thước. Cái tấm trần của mình nó là 600. Bạn thấy là khoảng 4.000 mà chia cho 600 này ra nhiều các bạn, thì nó ra khoảng là 7 đúng không, ra khoảng 7 khoảng thì như vậy là có tới 8 line đúng không, 7 khoảng thì có đến 8 line. Rồi bạn nhập số lượng vào 8, cái này bạn án chừng thôi, bạn dựa vào cái thước này bạn án chừng enter. Sau đó bạn bật cái chế độ thẳng góc F8 lên nè, rồi bạn chỉ hướng lên, thẳng lên, chỉ hướng, bạn nhập cho đúng 600 nha, nhập cho đúng cái tấm trần. Trần bao nhiêu nhập bấy nhiêu, enter, xong rồi. Thì nhớ nó kép bỏ, thì mình thấy nó dư một nét. Các bạn thấy nó dư một nét nè, bạn cứ xóa bỏ đi thôi, xóa bỏ đi. Rồi bây giờ vấn đề làm sao để mình canh cho nó vào ngay giữa. Bạn thấy cái nhóm line này không? Cái nhóm line màu trắng này nè, cho nó vào ngay giữa cái khoảng lọt lòng của cái phòng này. Thì cách làm, bạn nhập lệnh mô, nhập lệnh mô nha, chọn đối tượng là cái nhóm này, cái nhóm line này nè, cái chuột phải cái đứt chọn. Bây giờ điểm đặt á, bạn chọn, bạn tưởng tượng nè, bạn chọn ngay trung điểm giữa điểm này và điểm này để tìm trung điểm với hai điểm. Bạn gõ M2P enter, bạn lấy chuột trái chọn điểm thứ nhất, lấy chuột trái chọn điểm thứ hai, rồi nó bắt vào trung điểm với hai điểm mình chọn. Rồi tiếp theo bạn tìm trung điểm giữa điểm này nè, và điểm này, tức là trung điểm của cái mảng trần bắt vào trung điểm của cạnh tường, hai trung điểm trùng nhau thì khoảng cách cái đẽo trên và đẽo dưới nó sẽ bằng nhau, được chưa các bạn? Rồi để tìm trung điểm giữa hai cái điểm này thì các bạn làm như sau, gõ tiếp M2P lần nữa, enter, rồi bạn lít chuột trái ở đây, điểm nào trước điểm nào sau cũng được hết á, đây là các bạn lít xong hết điều rồi. Bây giờ bạn không tin thì bạn kiểm chứng lại, được chưa nào? Mình kiểm chứng lại coi cái khoảng cách rẽ này nó đều nhau chưa. Ok, mình thấy nó 400 rồi, mình đo tiếp đây xem, nó 400, mình thấy nó 400 chưa. Giả sử trong trường hợp mình thấy cái rẽo này nó to hơn chút xíu nữa, mà cái tấm trần có 600, 400 cộng 400 là 800, 800 như vậy thì nó được tấm trần rồi, 600 còn dư 200, rẽo trên 100, rẽo dưới 100. Tuy nhiên lúc này thì mình thấy không được, lý do là cái rẽo nhỏ quá, là bạn làm cái xương làm sao mà được, nhìn nó cũng xấu và làm cũng rất là khó khăn cho đơn vị làm trần, được chưa các bạn? Bạn để cái tấm to lên chút xíu như thế này, mặc dù là nó cắt trần nó hơi phí chút xíu nhưng mà những cái không gian nhỏ bạn phải chịu thôi nha. Ở đây là 400 chứ bạn không thể nào mà dồn thêm một tấm rồi bạn cho cái rẽo này 100, ở dưới này 100 là coi không được nha, nó nhỏ quá nhìn xấu lắm. Rồi hợp lý, mình chọn 400 như thế này là hợp lý nha. Bây giờ mình vẽ theo cái phương thẳng đứng, rồi bạn nhập line, rồi các bạn cũng vẽ án chừng ở đây lên, án chừng thôi, khoảng cách này là bạn án chừng thôi, bạn có thể vẽ thẳng lên đây luôn cũng được, bạn vẽ thẳng lên cái cạnh này luôn cũng được, thẳng lên cái cạnh tường, trùng lên cạnh tường luôn cũng được, không sao hết. Rồi sau đó bạn dùng là copy tiếp nè, chọn cái tường nè, cái phải cái chọn này, điểm đặt bạn chọn tại đây, rồi các bạn click vào array, rồi bạn nhập vào số lượng, thì đây là khoảng cách này 3.700, là mình lấy khoảng 4.000 đi, 4.000 mà chia cho 600 thì số lượng khoảng 7-8 đúng không các bạn? Ở đây mình lấy 6 được rồi, 6 enter, rồi các bạn chỉ hướng nè, các bạn nhập vào 600, nhập cho đúng 600 nha, đúng kích thước của tấm trần, rồi nhấn escape bỏ đi, thì mình thấy là nó còn một tấm trần nữa. Lúc này mình thiếu một line đúng không? Copy thêm rất dễ dàng. Nhập vào copy ở đây, chọn nó nè, cái phải kết thúc chọn, điểm đặt ở đây, rồi click qua. Rồi, bây giờ mình chia rẽo, nếu mà mình kéo qua kéo lại thì lúc này các bạn thấy nè, cho đây thằng này cho các bạn thấy nè. Đây. Thì cái rẽo này nó quá nhỏ, không có thực hiện được, cho nên mình dồn về với một tấm. Nếu bạn mua cái line này nè, bạn mua đó, bây giờ bạn tưởng tượng là bạn mua cái nhóm line này nè, cho nó vào ngay giữa, mình cho nó qua cái màu khác cho các bạn thấy, cái nhóm line màu xanh lá nó vào giữa cái đoạn thẳng này nè, đoạn thẳng có màu vàng, màu đỏ đi, màu đỏ đó, bạn mua làm sao cho cái nhóm line màu xanh này nè, mà cái nhóm line màu xanh thì nó cũng có cái đoạn giữa của nó, điểm giữa của nó, trung điểm như điểm này và điểm này nó trùng với trung điểm của đoạn thẳng màu đỏ, hai trung điểm trùng nhau thì hai cái rẽo hai bên nó sẽ đều nhau, bạn không cần phải canh giá trị gì cả đó, cách làm là như vậy, mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ đó, được chưa các bạn? Chứ không phải bằng đo, nhiều bạn làm như nè, đầu tiên đo khoảng cách này coi nó nhiều, rồi sau đó đo khoảng cách này coi nó còn nhiều, rồi sau đó đây 600 này 100, giờ tính ra còn là 700, 700 chia đôi về mỗi bên là 350, làm vậy nó rất là mất thời gian đúng không nè, rất là mất thời gian, không cần. Các bạn đã dùng CAD rồi thì phải tận dụng CAD bắt nó tính. Rồi nhập lệnh mô nè, chọn nó tượng, cái phải kết thúc chọn, mình phải dùng các cái thủ thuật CAD mình làm cho nó nhanh, chứ không phải ngồi đó mình tính thủ công nha, tính thủ công là bằng vẽ tay đi. Rồi bạn nhập vào M2P enter, điểm thứ nhất bạn chọn ở đây, điểm thứ hai bạn chọn đây nè, thì bạn thấy nó bắt vào trung điểm của cái mảng tràn đúng không? Bây giờ bạn bắt vào trung điểm của cái cành màu đỏ nữa là được, do mình đã vẽ cái line nên nó có trung điểm chứ thực tế nó không có nha, bạn phải gõ M2B để tìm đó, enter, tốt nhất bằng gõ M2B, lấy chuột trái, cái nữa, xong. Thì bây giờ cái rẽo bằng mình kiểm tra lại, cái rẽo từ đây qua đây, bạn thấy nè, nó sẽ bằng từ đây qua đây, được chưa các bạn? Đó, bị nhầm, 350 mới đúng, vừa rồi mình bắt điểm nhầm, xin lỗi các bạn. Nhập định mô nè, chọn đối tượng nè, đối tượng là cái nhóm tràng này cần di chuyển này, cái phải cái chọn M2B, điểm thứ nhất ở đây, điểm thứ hai ở đây, sau đó M2B cái tiếp cái nữa nè, M2B enter, điểm thứ nhất bạn click ngay chỗ này nè, điểm thứ hai bạn phải click vào đây mới đúng, hồi nãy mình click nhầm ở đây, rồi thì nó đều nhau, cái đẽo hai bên chắc chắn là 350 rồi, không có sai được đâu. Đây ra mình thấy là 350, từ đây ra cũng là 350. Thì như vậy mình đã vừa chỉ cho các bạn vẽ bố trí trần trong cái không gian nhỏ hẹp này. Không gian lớn thì sao? Những cái không gian mà nó không có vuông vức, chẳng hạn cái không gian này có cái rẽo chỗ này mình tính làm sao? Thì Lúc này các bạn cách làm cũng tương tự, lúc này mình ưu tiên lấy cạnh dài này làm chuẩn nè, lấy cạnh dài làm chuẩn trước đi ha. Nhập lệnh line, mình vẽ một cái line trụ này luôn, rồi sau đó bạn copy cái line này lên, copy nó, nhập lệnh copy CO enter, chọn đối tượng này, cái phải cái nút chọn điểm đặt các bạn chọn ở đây. Sau khi chọn điểm đặt ở đây xong các bạn click vào array, nhập vào cái số lượng ở đây là mình áng chừng, mình dựa vào 4/4 nè, khoảng 4.000 bạn chia cho 600 thì nó ra khoảng 7, thì bạn lấy 6 thôi, 6 enter, rồi bạn chỉ hướng lên. Thiếu bạn copy thêm, bạn nhập cho đúng chỉ hướng, lưu ý bạn phải nhập bằng F8 lên chỉ hướng, giả sử F8 đang tắt nè. Có nhiều bạn mình làm rất kỹ luôn, có nhiều bạn làm học qua làm quen với CAD, các bạn chú ý các cái thao tác nha. Còn những bạn là đã quen CAD rồi thì mấy cái thao tác này rất là quen, còn những bạn mà mới làm quen với CAD thì các bạn chú ý từng thao tác một thì bạn làm nó mới không có bị lỗi. Và nếu có bị lỗi thì các bạn thực hiện làm lại, nhấn cái phím Escape, nhấn cái phím ESC góc trên bên trái bằng phím để bỏ đi, rồi các bạn thực hiện lại, xem lại cái clip, tua lại cái clip bạn xem. Tua đi tua lại mà làm nó không được nữa thì các bạn cứ comment, bạn hỏi bên dưới, hoặc là kết nối với Thằng Lê qua Zalo. Ở cái trang nhất mình có để cái số Zalo 0918176251, bạn cứ kết nối là mình sẽ hướng dẫn cho, hoặc là bạn comment bên dưới trả lời. Rồi các bạn chỉ hướng lên nè, bật F8 cho thẳng góc chứ không có lệch nha. Rồi bạn nhập khoảng cách này vô, cụ thể là 600, nhập cho đúng kích thước 800. Lúc này là mình phải nhập cho đúng kích thước nha, 600 enter. Xong nhấn cái bỏ đi. Mình thấy nó thiếu khoảng 2 line. Bạn nhập lệnh copy nè, bạn copy thêm, chọn 2 line nè, bạn chọn 2, số lượng nó thiếu thôi. Cái chụp phải cái nút chọn, điểm đặt bạn chọn ở cái line trước nó nè, bạn rèo mắt lên nè, thấy chưa? Rồi xong. Vấn đề còn lại là bây giờ mình chia cái rẻo cho nó đều nhau thôi. Cái line này mình ban nãy mình vẽ trùng ở đây, giờ mình xóa bỏ đi. Bây giờ vấn đề là các bạn làm gì nè, bạn canh làm sao cho cái nhóm line này nó nằm ngay khoảng giữa này nè, cũng giống như ban nãy mình canh cái phòng nhỏ vậy đó. Rồi nhập lệnh mô, chọn cái đối tượng line cần di chuyển nè, tức là phải cái nút chọn, sau đó bạn nhập M2P enter. Cái điểm đầu tiên bạn chọn đây, ở đây nha, tức là hai cái đường giới hạn của trần đó. Rồi sau đó các bạn chọn tìm điểm giữa, trung điểm của điểm này và điểm này nha, trung điểm M2P cái nữa enter. Bạn lấy chuột trái ở đây để bắt điểm cho chính xác á. Có nhiều bạn mới làm quen các để như vậy nè, bạn để nhỏ bạn bắt thì nó sẽ trùng lắng qua những điểm xung quanh. Để bắt cho chính xác cái điểm bạn cần, trước tiên bạn di chuyển con chuột tới cái điểm đó trước, rồi giữ yên con chuột không có lăn nữa, rồi hãy phóng to lên rồi bắt vô vào, thì thế này sẽ không có nhầm. Chứ nếu bạn để nhỏ bạn bắt có thể nó làm qua điểm này, làm qua điểm này, hoặc là làm qua điểm này, rồi các bạn nói tại sao em làm y chang như thầy mà không có được, lý do đó nha các bạn. Bạn chú ý nè, mình nhắc lại lần nữa, trước khi bắt vào điểm nào bạn phải phóng to. Trong quá trình vẽ hạn chế cái zoom tới zoom lui như thế này, rất là nhức mắt, rất là mệt mỏi các bạn nha. Được hạn chế zoom như thế này, các bạn cứ lăn bánh xe tới lui làm cái gì cho nó mệt, không cần phải zoom nhiều, xem chỗ nào thì đưa anh rõ tới cái mục tiêu. Tại khi bạn zoom thì cái trung tâm cái nó zoom chính là ngay tim của con rõ đó, thành ra mình muốn xem chỗ nào phải đưa anh rõ tới đó, giữ im chuột lăn bánh xe lên thôi, rồi cứ ung dung nhẹ nhàng lướt vào đây, như vậy là mình được cho các bạn đó. Rồi làm lại cái này, M enter, enter, rồi điểm đặt ở đây. Bây giờ mình bắt vào trung điểm như thế này, về điểm này ha, mình gọi vào M2P enter. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nè, nó chuột trái, xong thì nó vào ngay giữa thôi, có gì đâu. Bây giờ khi mình làm cái line này nãy Thằng Lê quên mình, ok, nó cắt ngang bên đây, đúng rồi, mình không có cắt qua bên đây. Rồi bây giờ cái khu vực mà nó lắng vào trong đây nè, thì các bạn trim bỏ đi, TR enter 2 lần, TR enter 2 lần, trim bỏ đi, rồi xóa bỏ nó. Mấy vị trí lỗ cửa thì bạn phải vẽ line bích lại nha. Trong cái mặt bằng cần thì bạn chỉ cần để cái lỗ thế này thôi, bạn không có để cái cánh cửa vào làm cái gì, không có cần phải để cái cánh cửa vào nha. Bây giờ mình chia rẽo theo phương thẳng đứng nè, có nghĩa là bây giờ cái rẽo trên nó bằng rẽo dưới rồi. Đây khoảng cách này 400 thì từ đây cũng là 400, không thể làm số khác được, được chưa các bạn? Nếu các bạn làm theo kiểu này, bây giờ mình chia rẽo theo kiểu này thì làm sao? Theo phương nằm theo phương thẳng đứng, vẽ line theo phương thẳng đứng. Bạn nhập một cái line, bạn vẽ trùng lên cạnh này luôn, sau đó bạn dùng là copy ra, chọn đối tượng, tiếp theo phải cái nút chọn, chọn điểm đặt ở đây, rồi bạn click vào array, rồi bạn nhập vào số lượng. Số lượng ở đây bạn lấy cái thước tổng này nè, lấy 18.000 đi, lấy cái con số chẵn để bạn nhẩm cho nó nhanh. 18.000 bạn chia 6, như vậy thì nó ra khoảng bao nhiêu tấm các bạn? Khoảng 38 đúng không? 18.000 nè, 18 mà chia cho 6 nè. Rồi bạn nhập vào số lượng, 18 mà nó khoảng là 28 thì ra 12 thước, thì bạn cho đại 30 đi ha, khoảng 30 đó, cho đại 30 dư, lát bạn bớt lại cũng được, không sao hết, cho đại 30. Enter. Sau đó các bạn chỉ hướng sang trái nè, chỉ hướng cho đúng. Mình cần sao chép qua trái hay là đi lên hay là qua bên phải, bạn làm. Cái này là mình đang dùng theo CAD mới nha. Lưu ý các bạn nào mà còn dùng cái phiên bản CAD 2007, 8, 9, 10 thì cách làm nó không phải như thế này. Mình sẽ làm video khác tiếp theo, mình chỉ cho các bạn vẽ theo cái kiểu CAD cũ. Đây là CAD mới nè, hôm nay mình dùng theo CAD mới. Video tiếp theo á, mình sẽ chỉ cho các bạn dùng cái CAD cũ để mình làm, mình vẽ theo CAD cũ. Mặc dù tại vì các bạn máy đang cài cái CAD đó thì các bạn tận dụng và sử dụng luôn. Là lâu lâu các bạn mới vẽ một lần thì bạn không cần phải cài CAD mới làm gì ha. Rồi các bạn nhập vào đúng 600, enter, nhấn cái kép bỏ. Thì mình thấy do mình nhẩm cho nên nó bị dư một đường nè. Cái đây thì nó sẽ chẵn luôn, bạn thấy nó chẵn luôn đúng không? Mình kiểm tra coi. Cái rẽo này rất nhỏ, các bạn thấy cái rẽo này rất nhỏ nè, cho nên người ta sẽ không làm được. Có 100 thôi, rất là khó làm. Cho nên bạn bỏ cái rẽo này đi, xóa bỏ cái rẽo này đi. Lúc này mình dồn, các bạn tưởng tượng này, mình dồn cái tấm này qua một bên và mình chia mỗi bên là một nửa. Cách làm là định mô. Còn cái lai góc này các bạn có thể xóa đi, bỏ đi. M enter nè, bạn chọn nè, cái nhóm này nè. Đó, để mình chia cho nó mô qua cho nó đều, hai cái rẽo hai bên nó đều nhau. Đó. Thì lúc này mình dồn về phía một tấm. Rồi cái phải cái nút chọn nè. À không được, nếu mà cái này mình làm các bạn anh đô lại cầm xét lại, xin lỗi mình nhầm chỗ này chút xíu. Đây cái này vẫn giữ nguyên nha các bạn, tức là cái rẽo này đang 100 hiện tại nè, cái rẽo này đang 100 nè, trong khi cái rẽo bên đây nó đang là một tấm trần nguyên 600. Thì bây giờ nếu bạn để như thế này á thì mắc công mình cắt cái tấm trần, dù gì cũng phải cắt cái tấm trần để mình mua bằng mô nguyên cái nhóm line này, cho nó vào giữa để cho cái rẽ mỗi bên là 350, tức là 600 cộng 100 là 700, mỗi bên là 350 để cho cái rẽ nó đều nhau. Chứ hiện tại như thế này thì bên đây là nguyên tấm trần là 600, trong khi bên đây là cái rẽ có 100 cho nên khó làm và nó rất xấu, không có đẹp. Rồi định mô, mà mô nguyên cái đám line này nè, mô nguyên đám line này nha. Rồi luôn line này nữa, cái phải cái nút chọn, sau đó bạn nhập vào M2B, enter. Cái điểm đầu tiên bạn chọn đây nè, cái điểm thứ hai bạn chọn ở đây nè. Rồi sau đó bạn nhập vào M2B cái nữa, cứ dùng M2B là bắt điểm thôi. Điểm đầu tiên các bạn chọn ở đây nè, bây giờ mình chọn tìm trung điểm của cạnh tường nha, điểm thứ hai là đây nè. Rồi thì cái rẽo hai bên nó đã đều nhau, mình đo là cái thước cho bạn xem này, đây là DLI, enter nè, chắc chắn là 350 đó. Mình bắt nó xê xích chút xíu á, bạn thấy ra 349 không? Đó, bắt điểm xê xích chút xíu ra như vậy đó. Rồi 350 được chưa các bạn? Và như này mỗi bên là 350, ra 349 thì giờ bắt điểm thôi, nó hơi trễ chút xíu. Rồi đó là vừa rồi Than Le vừa chỉ cho các bạn vẽ bố trí trần trong những không gian nhỏ như thế nào. Rồi video tiếp theo còn xử lý chỗ này như thế nào đây. Còn trim nó đi, trim đi. Rồi xóa bỏ. Còn cái chỗ này thì phải chịu thôi các bạn. Tại vì mình lấy làm chuẩn, đây cái rẽo này làm chuẩn, cái rẽo này làm chuẩn rồi. Thì chỗ này nó còn bao nhiêu thì còn, chỗ này nó còn bao nhiêu thì còn, được chưa các bạn? Còn tương tự chỗ này cũng vậy. Giả sử mình lấy canh dài này làm chuẩn rồi, thì bên đây cũng hai bên này bằng nhau rồi, thì còn cái chỗ này nó còn bao nhiêu thì còn, được chưa các bạn? Trường hợp nhỏ cũng phải chịu à. Rồi tiếp theo, cái video tiếp theo đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ trần nhưng mà trên cái phiên làm theo cái kiểu CAD cũ. Mặc cho lý do là có nhiều bạn còn dùng CAD cũ nên mình làm cái video đó. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Rồi tạm biệt. Khi xem video này các bạn thấy hay, bạn chia sẻ nó về trang Facebook cá nhân để cho mọi người cùng xem, cùng học để vẽ theo. Rồi các bạn chưa đăng ký kênh Than Le, các bạn đăng ký lớp vẽ tường Than Le ở đây nè, để mình đăng ký để ủng hộ cho Than Le, giúp Than Le phát triển cái kênh này đến cộng đồng tốt hơn. Và đồng thời khi các bạn click đăng ký thì các bạn sẽ nhận được những cái thông báo về video khi mình chia sẻ lên kênh, các bạn sẽ xem kịp thời. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, hẹn gặp lại các bạn.